Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em một chủ đề trong chương 3 hình học lớp 9. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta quan tâm đến đó là các loại góc với đường tròn. Đây, việc đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập lại về các loại góc mà chúng ta đã học. Thì ở lớp 6 chúng ta đã học về góc, chúng ta có 4 loại góc. Đó là góc nhọn, góc vuông, góc tù và góc bẹn. Góc vuông thì luôn có số đo là 90 độ. Góc bẹn luôn có số đo là 180 độ. Rồi, góc nhọn thì nhỏ hơn góc vuông, do đó nó có số đo lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ. Góc tù thì nó lớn hơn góc vuông và nó nhỏ hơn góc bẹn, do đó nó có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ. Đấy, thì đó là các loại góc mà chúng ta đã học lớp 6. Thì lên lớp 9 chúng ta cũng học về các loại góc, nhưng mà các loại góc này lại có liên hệ với đường tròn. Do đó chúng ta vào các loại góc với đường tròn, và góc đầu tiên chúng ta quan tâm đến là góc ở tâm. Đây, bây giờ góc ở tâm được định nghĩa như thế nào? Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn. Hay nói cách khác, góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm. Rồi, quan sát cho hình vẽ chúng ta thấy góc AOB có đỉnh O trùng với tâm O của đường tròn. Góc COD có đỉnh O trùng với tâm của đường tròn. Rồi, bây giờ góc ở tâm thì có đặc điểm gì? Đây, cung nằm bên trong góc đó được gọi là cung bị chắn. Vì ở đây mình thấy cái cung nhỏ AB nằm trong góc AOB và cái cung CD nằm trong góc COD. Do đó người ta nói góc AOB là góc ở tâm chắn cung AB. Ở cái hình thứ hai thì đặc biệt CD là đường kính, do đó người ta nói góc COD là góc ở tâm chắn nửa đường tròn. Rồi, bây giờ góc ở tâm thì có tính chất gì? Nó có một cái tính chất đơn giản, đó là số đo của góc ở tâm bằng số đo cung bị chắn. Vậy ở đây số đo của góc AOB sẽ như thế nào và góc COD thì ra sao? Chúng ta sẽ có số đo của góc AOB sẽ bằng số đo cung nhỏ AB, đúng như định nghĩa. Được chưa? Thứ hai, số đo của góc COD sẽ bằng 180 độ. Lý do tại sao? Tại vì như chúng ta đã học, nửa đường tròn thì có số đo là 180 độ. Vậy là chúng ta đã biết thế nào là góc ở tâm, và trong góc ở tâm có một trường hợp đặc biệt, đó là góc ở tâm chắn nửa đường tròn thì luôn có số đo là 180 độ. Bây giờ chúng ta qua loại góc thứ hai, đó là góc nội tiếp. Rồi, thế nào là góc nội tiếp? Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Rồi, quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy hai góc nội tiếp trên hình vẽ đều có đỉnh A nằm trên đường tròn và hai cạnh AB, AC chứa hai dây cung của đường tròn. Rồi, tiếp tục. Rồi, cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn. Thì ở đây mình thấy cung BMC là nằm trong góc BAC. Do đó người ta nói góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BMC. Vậy góc nội tiếp có tính chất gì không? Góc nội tiếp có tính chất số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn. Tính chất này chúng ta có thể tham khảo chứng minh trong sách giáo khoa lớp 9 tập 2. Vậy theo tính chất này chúng ta sẽ có góc BAC bằng nửa số đo của cung BMC. Rồi, chỉ góc nội tiếp, ngoài tính chất đó ra thì nó còn một số hệ quả. Rồi, chúng ta sẽ xét hệ quả. Bây giờ các bạn hỏi thế nào là hệ quả? Thì như chúng ta đã học ở dưới lớp 7, hệ quả là tính chất hay định lý được suy ra từ tính chất hay định lý có trước đó. Rồi, vậy góc nội tiếp có hệ quả gì? Chúng ta vào hệ quả thứ nhất. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau, chắn các cung bằng nhau. Vậy theo hệ quả này, căn cứ cho hình vẽ chúng ta sẽ có góc BAC bằng với góc IHK, suy ra cung BC bằng cung IK. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chứng minh hệ quả này bằng tính chất của góc nội tiếp. Thì góc BAC là góc nội tiếp của đường tròn tâm O, vậy nó sẽ bằng một nửa số đo cung BC. Góc IHK cũng là góc nội tiếp của đường tròn tâm O, vậy nó sẽ bằng nửa số đo của cung IK. Mà theo giả thiết hai góc này bằng nhau,
vậy dẫn đến một nửa số đo cung BC sẽ bằng một nửa số đo cung IK. Mà nếu như vậy thì chuyện hiển nhiên số đo cung BC phải bằng số đo cung IK. Và từ đó chúng ta quay về tính chất. Trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau, hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau. Do đó cung BC sẽ bằng với cung IK. Và chúng ta có được hệ quả thứ nhất đã được chứng minh. Bây giờ chúng ta qua hệ quả thứ hai. Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hay chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. Đây, căn cứ cho hình vẽ chúng ta sẽ có ba góc BAC, BEC, BFC. Đây, ba góc này cùng chắn cung BC. Vậy chúng ta kết luận ba góc này bằng nhau. Đây, kết quả thứ hai, cung BC bằng cung IK. Vậy suy ra số đo, suy ra góc BAC sẽ bằng với góc IHK. Rồi, bây giờ thầy sẽ dùng tính chất của góc nội tiếp để giải thích tại sao chúng ta có hệ quả thứ hai. Đây, bây giờ thầy sẽ chứng minh cái điều ở dưới chưa? Rồi, chúng ta có ba góc BAC, BEC, BFC cùng chắn cung BC. Do đó, theo tính chất, ba góc này sẽ bằng một nửa số đo cung BC. Vậy chuyện hiển nhiên, ba góc này sẽ bằng nhau. Rồi, chúng ta qua cái điều ở trên. Rồi, bây giờ cung BC bằng cung IK mà hai cung này cùng nằm trong đường tròn tâm O. Vậy từ đó dẫn đến số đo cung BC sẽ bằng số đo cung IK. Dẫn đến một nửa số đo cung BC cũng bằng một nửa số đo cung IK. Mà một nửa số đo cung BC là bằng góc BAC. Một nửa số đo cung IK là bằng góc IHK. Vậy dẫn đến góc BAC bằng góc IHK. Vậy chúng ta chứng minh được hệ quả thứ hai. Rồi bây giờ chúng ta qua hệ quả thứ ba. Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm chắn cùng một cung. Rồi, dựa theo hệ quả này, căn cứ cho hình vẽ chúng ta sẽ có góc BAC là góc nội tiếp, góc BOC là góc ở tâm, hai góc này cùng chắn cung BC và góc BAC nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Do đó chúng ta có góc BAC bằng nửa góc BOC. Đây, bây giờ lại vận dụng tính chất của góc nội tiếp để chứng minh. Vì góc BAC là góc nội tiếp của đường tròn tâm O chắn cung BC, vậy theo tính chất chúng ta sẽ có góc BAC bằng một nửa số đo cung BC. Đây, góc BOC là góc ở tâm chắn cung BC, vậy theo bài học trước đó chúng ta có được góc BOC bằng số đo cung BC. Kết hợp hai điều đó lại, hiển nhiên chúng ta sẽ có góc BAC bằng một nửa số đo của góc BOC. Đây, hệ quả thứ ba cũng dễ dàng, không có khăn gì hết. Đây, nhìn đã qua hệ quả thứ tư. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông. Đây, vậy theo hình vẽ căn cứ trên hệ quả này chúng ta sẽ có. Nếu BC là đường kính, thì góc BAC sẽ bằng 90 độ. Và sau này chúng ta sẽ giải thích đó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Đây, tại sao như vậy? Bây giờ chúng ta bắt đầu chứng minh. Góc BAC là góc nội tiếp thì theo tính chất nó bằng một nửa số đo cung BC. Mà cung BC ở đây là nửa đường tròn. Mà như chúng ta đã biết, nửa đường tròn thì có số đo là 180 độ. Vậy một nửa 180 độ là bao nhiêu? Là 90 độ. Vậy góc BAC có số đo là bằng 90 độ. Rồi, đó là bốn hệ quả chúng ta suy ra từ góc nội tiếp và sau này chúng ta sẽ vận dụng chúng rất nhiều trong việc chứng minh. Rồi, bây giờ chúng ta qua góc thứ ba là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Rồi, chúng ta xem định nghĩa. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh nằm trên đường tròn. Một cạnh là tia tiếp tuyến, còn cạnh kia chứa dây cung của đường tròn đó. Rồi, quan sát trên hình vẽ. Nếu ta có đường tròn tâm O, XY là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại A, thì lúc đó cái tia AX này gọi là tia tiếp tuyến, tia AY này cũng gọi là tia tiếp tuyến. Và theo định nghĩa này, mình sẽ có góc BAX có đỉnh A nè, nằm trên đường tròn nè. Rồi, và có AX là tia tiếp tuyến, AB chứa dây cung của đường tròn. Được chưa? Vậy chúng ta có góc BAX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến AX và dây cung AB. Tương tự như vậy, chúng ta có góc BAY là góc tạo bởi tia tiếp tuyến AY và dây cung AB.
Rồi, tiếp tục. Chúng ta có cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị trắng. Ở đây chúng ta có cung AMB nằm trong góc BAX. Cung B à, cung AB nằm trong góc BAE. Vậy từ đó chúng ta có góc BAX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến AX và dây cung AB trắng cung nhỏ AMB mà thầy vẽ là màu đỏ. Góc BAE là góc tạo bởi tia tiếp tuyến AE và dây cung AB trắng cung lớn AB mà thầy vẽ màu xanh cho các em thấy. Vậy là trên hình vẽ chúng ta có hai góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Rồi, bây giờ chúng ta xem góc này có tính chất gì. Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị trắng. Rồi, vậy theo tính chất này chúng ta sẽ có góc BAX bằng một nửa số đo của cung AMB và góc BAE bằng một nửa số đo của cung AB. Các em có thể tham khảo phần chứng minh của định lý này trong sách giáo khoa lớp 9 tập 2. Rồi, bây giờ chúng ta xét tiếp coi góc này nó có các hệ quả hay tính chất gì khác hay không. À, chúng ta qua phần thứ hai của nó. Thì nó có một hệ quả. Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng trắng một cung thì bằng nhau. À, vậy theo hệ quả này, căn cứ cho hình vẽ, chúng ta có góc BAX bằng góc ACB vì cùng trắng cung AB. Trong đó, góc BAX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc ACB là góc nội tiếp. Đây, bây giờ chúng ta sẽ chứng minh tại sao có hệ quả này. Thì như chúng ta đã biết, góc BAX trắng cung AB, vậy nó sẽ bằng một nửa số đo cung AB vì nó là góc tạo bởi tia tiếp tuyến AX và dây cung AB. Góc ACB là góc nội tiếp trắng cung AB. Vậy nó cũng bằng một nửa số đo cung AB. Vậy từ đó kết hợp lại hai góc này dĩ nhiên phải bằng nhau. Rồi, chúng ta qua một định lý đảo. Thì hồi nãy chúng ta đã học, nếu góc BAX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, trong đó AX là tiếp tuyến, AB là dây cung, thì lúc đó mình sẽ có góc BAX bằng một nửa số đo cung AB. Đây, bây giờ chúng ta có định lý đảo như sau. Nếu góc BAX với AB là dây cung của đường tròn, có số đo bằng nửa số đo cung AB. Đây, nửa số đo cung AB căng dây đó và cái cung này nằm trong góc BAX, thì lúc đó mình kết luận AX là một tia tiếp tuyến của đường tròn. Và định lý đảo này chúng ta chấp nhận, không cần chứng minh. Vậy khi áp dụng định lý đảo này chúng ta sẽ trình bày như sau. Góc BAX bằng một nửa số đo cung AB, trong đó AB là dây cung của đường tròn tâm O. Vậy chúng ta kết luận AX là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Rồi, mấy em nhớ kỹ định lý đảo này ha, để sau này có những trường hợp chúng ta sẽ áp dụng nó để chứng minh tiếp tuyến của đường tròn. Rồi, bây giờ chúng ta qua góc thứ tư là góc có đỉnh bên trong đường tròn. Chúng ta coi coi góc này có đặc điểm gì. À, quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy có hai dây cung AB và DC cắt nhau tại điểm E nằm trong đường tròn tâm O. Và lúc đó người ta nói góc BEC là góc có đỉnh ở trong đường tròn. Vậy góc có đỉnh ở bên trong đường tròn nó sẽ có đặc điểm gì? Góc có đỉnh bên trong đường tròn nó sẽ trắng hai cung. Một cung nằm bên trong góc và cung kia nằm bên trong góc đối đỉnh với nó. Cụ thể ở đây mình có góc BAC là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Nó sẽ trắng hai cung là cung BAC và cung AMD. Đây, bây giờ chúng ta xét xem coi góc có đỉnh ở bên trong đường tròn có tính chất gì. Rồi, số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị trắng. Vậy theo hệ quả này chúng ta sẽ có kết quả như sau. Góc BAC sẽ bằng nửa tổng số đo của cung BAC và cung AMD. Rồi, bây giờ để chứng minh hệ quả để chứng minh được cái tính chất này, chúng ta về nhà làm chấm hỏi 1 trang 81 sách giáo khoa. Áp dụng các kiến thức góc ngoài của tam giác và số đo của góc nội tiếp thì sẽ có nhiều bạn quên về cái tính chất của góc ngoài tam giác. Thì thầy sẽ ôn lại. Thứ nhất, thầy sẽ ôn lại thế nào là góc ngoài của tam giác. Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác. Chẳng hạn khi thầy nói D với B lại thì có tam giác EDB. Thì lúc đó cái góc E thầy đánh dấu này nè, nó kề bù với cái góc E
của tam giác EDB, do đó người ta gọi nó là góc ngoài của tam giác. Rồi, góc ngoài tam giác có tính chất gì? Thì góc ngoài tam giác có tính chất là bằng tổng hai góc trong không kề với nó. Đây, dựa trên những kiến thức thầy đã gợi ý, các em về nhà cố gắng chứng minh được cái tính chất này. Rồi, đó là góc thứ tư. Bây giờ chúng ta qua góc thứ năm. Rồi, góc thứ năm là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Chúng ta xem coi nó có đặc điểm gì. Đây, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn có đặc điểm đỉnh nằm ngoài đường tròn và các cạnh đều có điểm chung với đường tròn. Đây, đây là ba trường hợp góc có đỉnh ở ngoài đường tròn. Đây, ở hình thứ nhất thì chúng ta thấy đó là hai các tuyến cắt nhau tại một điểm nằm ngoài đường tròn. Chúng ta góc có đỉnh ở ngoài đường tròn và cụ thể là các cạnh của nó có điểm chung với đường tròn. Đây, thứ hai là một tiếp tuyến và một các tuyến cắt nhau tại một điểm nằm ngoài đường tròn. Mình cũng có góc có đỉnh ở ngoài đường tròn và các cạnh cũng có điểm chung với đường tròn. Rồi, trường hợp thứ ba là hai tiếp tuyến cắt nhau. Đúng không? Rồi, đó là ba trường hợp có thể dẫn đến góc có đỉnh ở ngoài đường tròn. Rồi, bây giờ góc có đỉnh ngoài đường tròn thì có đặc điểm gì? À, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn nó sẽ chắn hai cung. Đó là hai cung nằm bên trong góc. Rồi, thầy đã cụ thể trên các hình vẽ. Chẳng hạn như cái góc DMB thì nó có hai cái cung nằm trong nó là cung BD và cung AC, do đó sẽ chắn hai cung này. Rồi, góc BMC thì có hai cung nằm trong nó là cung BC và cung AC. Rồi, góc thứ ba, góc AMC là có hai cung là cung AMC và cung ANC. Rồi, đó là hình ảnh của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Rồi, giờ chúng ta sẽ xem coi góc này có tính chất gì. À, số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn thì bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn. Rồi, vậy chúng ta đã xác định các cung bị chắn của từng hình vẽ ha. Rồi, vậy theo tính chất này chúng ta sẽ có góc BMD bằng nửa hiệu số đo hai cung BD và AC. Góc BMC thì bằng nửa hiệu số đo hai cung BC và AC. Và góc AMC sẽ bằng nửa hiệu số đo hai cung AMC và ANC. À, và cái tính chất này được chứng minh ở cái chấm hỏi 2, trang 82 sách giáo khoa, mấy em về nhà làm và cũng vận dụng góc ngoài tam giác, số đo góc nội tiếp, số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Đây, đó là 5 loại góc có liên hệ với đường tròn mà các em phải nhớ. Đây, vậy thầy tổng kết lại, các loại góc với đường tròn có 5 loại. Thứ nhất, góc ở tâm. Thứ hai, góc nội tiếp. Thứ ba, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Góc thứ tư là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Và thứ năm là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. À, đây là 5 loại góc với đường tròn. Thì chúng ta về nhà cố gắng học định nghĩa để chúng ta nhận ra tên gọi của từng loại góc đó khi ghép vào đường tròn. Và quan trọng nhất là phải nhớ các định lý và các hệ quả của nó để vận dụng vào các bài tập chứng minh sau này. Rồi, đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Thầy xin chào các em và hẹn gặp lại.